chào các bạn, chào mừng đã đến với Tech Mắt. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về chủ đề đó là Galaxy X và kỳ vọng phá tan các dấu thất bại của thiết bị màn hình gập. Thời gian dần trôi qua và thời điểm mà Galaxy X, chiếc điện thoại màn hình dẻo có thể gập đầu tiên của Samsung sắp sửa được trình làng ngày một đến gần. Thật sự thì khi mà thị trường di động đang ngày một ngột ngạt, cũng như là phần đông các hãng sản xuất đang cố gắng sao chép từng chút một, thì chưa bao giờ thế giới của những chiếc điện thoại đang cần có thêm một cái luồng gió mới tích cực mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hay đúng hơn là còn một cơn bão thật sự để quét sạch sự na ná nhau đến mức khó chịu ở thời điểm hiện tại. Và ở mảng phân tích về vấn đề này thì hầu hết là các chuyên gia, các tổ chức phân tích có uy tín đều đang cùng thống nhất rằng Samsung với chiếc Galaxy X sẽ là nhân vật chính để tạo nên cơn bão đó. Lý do chính khiến cho các nhà phân tích đều phải đồng tâm đến như vậy chính là việc chỉ có Samsung đang tỏ ra nổi trội nhất về công nghệ màn hình OLED dẻo trên mặt bằng chung hiện nay mà thôi. Và về chiếc Galaxy X thì kỳ thực những thông tin về mẫu điện thoại này đã xuất hiện cách đây vài năm, nhưng mà chỉ đến thời gian gần đây thì nó mới bắt đầu được biết rộng rãi bởi chính những cái câu nói úp mở nhưng mà đầy phấn khích của những cái quan chức công ty. Về cơ bản thì những chiếc Galaxy X này đang dần tiến đến những cái bước kiểm tra cuối cùng, và cái điều còn lại khiến nó đang nằm trên bàn thí nghiệm thực chất thì nằm ở việc là Samsung muốn phát triển một cái giao diện thật sự tối ưu cho cả hai kiểu hiển thị màn hình gập và mở ra của thiết bị này mà thôi. Dự kiến là đến cuối năm nay hoặc là đầu năm sau thì Galaxy X sẽ chính thức chào sân thị trường, và chắc chắn là sự có mặt của Galaxy X sẽ đánh dấu một cái bước ngoặt rất là lớn. Như là chuyên gia Ji Jun Hoon, lãnh đạo công ty nghiên cứu thị trường UBI Research, mới đây thì cũng đã đưa ra một cái nhận định rất là thú vị rằng sự xuất hiện của Galaxy X nói riêng và các smartphone màn hình gập nói chung sẽ sớm thành công và nuốt thị phần của những chiếc smartphone thông thường, hay thậm chí là còn có tiềm năng khai tử những cái máy tính bảng, dòng sản phẩm vốn đang cực kỳ giật dẹo hiện nay. Dĩ nhiên là Samsung và các nhà sản xuất khác cũng sẽ cần đưa ra những cái khung thời gian hợp lý để tránh tình trạng là gà nhà đá nhau. Thực tế thì có thể thấy là những thiết bị màn hình dẻo có thể gập thực chất chính là một cái cải tiến từ lối thiết kế thiết bị với hai màn hình kết hợp trong quá khứ. Những mẫu thiết bị đầu tiên ứng dụng lối thiết kế này đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường từ khoảng một thập kỷ trở lại đây. Tuy nhiên thì do những cái giới hạn về công nghệ chế tạo cũng như là sức mạnh của những con chip di động vẫn còn chưa đủ để vận hành đã khiến cho hầu hết những cái thiết bị trên đều chuốc lấy thất bại thảm hại. Duy chỉ có một cái trường hợp gần đây, đó là chiếc flagship Asus M của ZTE là có được một số sự chào đón nhất định, nhưng mà đây cũng không phải là một cái thiết bị có được một cái tiếng vang lớn khi mà chỉ phát hành gói gọn ở rất là ít thị trường. Trong khi đó thì như đã đề cập thì chiếc Galaxy X của Samsung sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo để giải quyết triệt để tất cả những cái đặc điểm bất cập trên thiết bị màn hình gập hai màn hình trước đây. Theo một số thông tin thì tấm nền OLED dẻo trên Galaxy X sẽ cực kỳ cơ động và linh hoạt trong nhiều điều kiện sử dụng khác nhau. Nó có thể mở ra hoàn toàn với diện tích là 7 inch, tương tự như là một chiếc máy tính bảng luôn, hoặc là gập đôi lại màn hình với màn hình là 5 inch duy nhất, tương tự như là một chiếc smartphone truyền thống, thậm chí là một nguyên mẫu với màn hình gập làm 3 còn cho phép tăng diện tích hiển thị lên tới 10 inch, một con số thực sự rất là đáng mơ ước. Và thực tế thì theo nhiều nguồn tin, Samsung hiện tại đã cơ bản chế tạo xong chiếc điện thoại Galaxy X này rồi, và điều mà công ty còn cảm thấy vướng mắc trước khi ra mắt chính thức là nằm ở việc làm sao để cho thiết bị có một cái giao diện sử dụng phù hợp nhất cho chiếc điện thoại này. Tuy nhiên thì dù thời gian còn nhiều nhưng mà Samsung cũng cần phải thực sự nhanh chân nhất có thể, bởi vì không chỉ riêng họ mà còn rất là nhiều đối thủ đáng gờm khác cũng đang tỏ rõ tham vọng là muốn tiến vào thị trường điện thoại màn hình dẻo có thể gặp trong tương lai, trong đó gồm cả Apple, đối thủ khó chịu mà bất cứ nhà sản xuất Android nào cũng cảm thấy điên đầu, hay đúng hơn là run sợ khi đối đầu với họ. Nhìn chung thì nói gì thì nói, Samsung vẫn đang nằm ở thế thượng phong trong cái cuộc đua đưa smartphone lên thiết kế màn hình dẻo có thể gặp trong thời gian tới. Và với năng lực cũng như là kinh nghiệm sản xuất của mình thì Samsung đang có một cái cơ hội rất là lớn để mở ra một cái chương mới rực rỡ hơn cho chính bản thân họ, cũng như là mang đến kỳ vọng phá tan cái dấu thất bại của những thiết bị màn hình gập trước đây mà không thể thoát khỏi. Còn các bạn khán giả của Tech Mắt thì các bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì ông Nhi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.